cách mết làng cha làm biến, bụng bự như nè, râu dài nè, ở dơ chết mẹ, ngồi cầm cái viết chấm mực viết. Chấm mực viết ngồi ăn chỗ viết bụng bự đi không nổi luôn, mẹ không có tấm gì hết á. Ở đâu có động lực động mẹ gì hết trọng. Mao Trạch Đông cũng vậy, cái bụng chà bá gì nè, ăn giống như cá lóc mít vậy đó. Mẹ đi đâu đứng vậy nè. Đó. Đi ra ngoài phải gán đứng gượng vậy, mẹ có một trợ lý đứng phía sau. Phải kẹp cái nẹp vô lưng, Mao Trạch Đông ăn nhiều quá, ba điểm sấm sủi cạo. Mẹ dầu hào, ngày nào cũng quốc tế, mẹ xăm, xăm đỏ, xăm xanh nóc vô. Mẹ giống như cá nóc mít vậy, Mao Trạch Đông á. Ê nhưng cá nóc mít vậy, tròn vò ú đu. Bây giờ Kim Jong Un nó bệnh cũng vậy á. Mẹ đi gì nè. Quý vị nhìn mấy ông lãnh tụ của mẹ cộng sản. Kim Jong Un cũng vậy, rồi hồi xưa ông già của Kim Jong Un cũng vậy. Mẹ cha mới chết rồi á. Cũng vậy, mẹ ông nào cũng nấy giống như con cá nóc mít vậy. Dân miền Trung mình kêu con cá nóc mít nó tròn vo nhưng đục vậy nè. Mẹ nó ăn quá suốt ngày nóc luôn à. Đi vậy nè. Đâu Kim Jong Un, bằng ổn ổn nó mới nhỏ hơn tôi 4 tuổi nữa. Mà nó đi vậy nè. Sung đây góp ý các đồng chí cứ viết vào giấy không? Chả sao cả, ý kiến mình là phải đấu tranh. Đấu tranh để cho một cái hệ thống chính trị trong sạch, phải vững mạnh, phải đáp ứng được cái yêu cầu xây dựng, phải phát triển được tổ quốc. Mẹ nói như cỡ tướng Dương Văn Long vài bữa về giường luôn.